đây và đây, em mình đây, thì hôm nay quyết định gọi là cầu duyên mà đấy, và mua cái thẻ bài này đấy. Đấy. Rồi viết đi đấy, lấy bút hồng ấy. Đấy, lấy bút hồng viết cho rực rỡ rồi viết thì mày cứ viết năm nay có yêu không, mày viết là mong mong các cụ mong các cụ chúc mừng năm mới đã. Năm mới à? Năm mới thì mong các cụ phù hộ độ trì cho con đấy. Năm mới 2023 đấy. 2023 để mong các cụ viết to ra tí, mong các cụ phụ hộ độ trì, hộ độ trì, được chưa? Trì đi, chứ sao hết rồi. Cho con. Thoát ế. Chú lại. Đây bạn đấy. Thôi bạn đây. Và tiếp đi. Tí. Và sớm có được người thương đấy. Gọi có được vợ luôn nhanh nhanh, có được người yêu luôn đi. Người yêu và đấy, tiến đến hôn nhân. Thôi. Được chưa? Đọc lại nào. Năm mới 2023 mong các cụ phù hộ độ trì cho con thoát ế. Và sớm có được người yêu. Chào bạn nhá, lại là mình đây, Fan TV cuộc sống Nhật Bản đây. Thì hiện tại gọi năm cũ đã qua và năm mới đã đến. Đấy, và mình xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ôi, khá là đỏ luôn ạ. Được ngay cả mô hình xe nè. Ôi. Được đấy nhà. Uy tín đấy. Ui, được quả siêu xe nè. Quả siêu xe chất luôn này. Khá là chất. Ôi. Giờ anh em mình ra xếp hàng ạ. Thì hiện tại anh em mình đang xếp hàng đây bạn ạ. Xếp hàng đây. Phải tầm 3 hàng rồi kìa. Xếp hàng đây xong đi vòng đây bạn. Đi vòng đây. Vòng kia xong lại vòng tròn lại bạn ạ. Chứ không phải là đi thẳng đây là ra luôn rồi. À, xếp hàng đang xếp hàng chơi trò chơi khá lâu ạ. Đây, và sau khi mình chờ đợi anh em mình, ba anh em mình chờ đợi khoảng tầm độ xếp hàng khoảng tầm độ 3 đến gần 1 tiếng bạn, 30 phút đến gần 1 tiếng thì sắp được rồi, nửa quãng đường rồi. Đây bạn ạ. À. Đấy, giờ thì vẫn đang còn chờ nè. Có một quãng đường nữa thôi là ấy. Đây mọi người thì vẫn đang xếp hàng đây bạn. Đấy mọi người đằng sau vẫn đang xếp hàng này. Đấy. Luyện các thứ, quay để ý. Em bé ấy, em đang vẽ. tránh ra sáng sáng. Đang vẽ. Sư gọi đây. Đấy, em bé đang vẽ. Đứng tịch lên kia đấy. Và mình đã chơi hai lượt bạn nhá, một anh em mình chơi hai lượt là mất một sen mà không biết là được gì đây. Mong rằng siêu xe của mình sẽ về tay mình. Bốc này, bốc thưởng. Đây là những phần thưởng đây bạn ạ. À. Đấy, những phần thưởng này. Còn những phần thưởng giá trị thì bên trong kia các bạn ạ. Đây. Một tay. Ui, được chai rượu. Được đây ấp đâu? À, đấy. Đợi chai rượu đấy. ありがとうございます。mình kết siêu xe kia các bạn nhỉ. Kia mình kết siêu xe kìa, siêu xe bên trong kia mình kết. Nào lấy siêu xe.
おめでとうございます。あ、じゃあおめでとうございます。2回です。2回。はい、はい、通称です。ないわ。バイザー。バッド。はい、どう？2回です。はい、じゃあこれで次な。行きましょう。あ、はい、連絡連絡。はい、林田翔です。わー、ボタン。あ、được được、cái vũ。Hai lần mà。Thế giờ。Ô, ô, thì đạt được này ra. Đấy đây, mày quay. Đó một kiểu. Hai lần nữa. Đấy. Đạt được gì đây? Không được cái gì to nè. Được rồi, thế không luôn. Quay anh. Hey, 今日まずいでしょ。おお。Đây và sau khi mình đi một sen của mình tưởng trúng quả ô tô kìa bạn ạ, nhưng mà mình được một cái thẻ bài con mèo gọi năm mới bạn ạ. Nói chung là con này thì mình thấy khá là may mắn. Bình nước ạ. Thứ hai thì mình được một cái bình nước. Đây bạn này. Bình giữ nhiệt. Một bình giữ nhiệt. Thì nói chung là bình này thì cũng được. Đấy, như vậy là một tên của mình thì được này. Đây là ngôi đền tình yêu đây này. Đấy, ngôi đền tình yêu đấy. Mày vào khấn đi. Đây này. Đi đi thẳng đây này. Đây, trái tim này. Đấy, vào đấy khấn này. Bình thường là ra ngoài kia mua cái thẻ này này, hiểu không? Ừ. Ví dụ mày viết cái gì may mắn ấy là mày viết đây xong mày treo ở đây. Đấy. Ví dụ mày có người thương đúng không? Thì mày ghi tên phát là mày ghi trái tim như này được này, vẽ trái tim này. Đấy, thấy không? Là treo đây thôi. Đấy. Là cầu may cầu mắn ấy, hiểu không? Đấy, ví dụ vào đây khấn này. Đấy thôi, khấn đi, năm mới rồi, thôi cố gắng khấn đi để sang năm mới, gọi là năm mới đến nơi rồi. Đấy, sang năm cố gắng. Đấy. Đây thì cái này thì là cũng là cái mùa hả? Ờ, tình yêu đấy. Đấy, bỏ tiền đấy, không, bỏ một tiền. Cái đấy bỏ tiền. Bỏ tiền xong khấn. Chưa có tiền và chưa linh nghiệm đâu. À. Đấy, bỏ vào rồi bắt đầu khấn. Rồi. Đây thì hai em mình đang khấn gọi là bắt đầu từ năm mới bây giờ sẽ có người thương. Đấy. Cố gắng sang năm kiếm được em. À, năm nay chứ, năm nay giờ năm mới rồi. Đây và người Nhật đang buộc này các bạn. Đang buộc các thứ này. Đây người nhà đang bỏ mở. Omedeto gozaimasu. Đây giờ em mình vào mua cái tấm đấy để cầu duyên mà nhá. Ừ đấy, năm con mèo đấy. Ừ đấy này. Bây giờ mày mua cái này ấy, xong mày ra mày viết. Ví dụ mày chúc cái gì ấy, chúc cái gì các thứ, người thương hay cái gì. Ví dụ có em nào ấy chúc. Em ừ. Đấy thì ưng cái nào thì đấy thôi, mấy cái này đẹp nhỉ, cái hình này này. Phòng này đẹp. Còn đây là các cái hình ấy bạn à. Hình để đeo mình bỏ mình cất đi này. Lấy mày lấy mắn này. Đấy. Đây có giá hết các bạn này. 500 yên và 300 yên này. À cái này đại to 500 yên. To 500 yên đấy. Trung bình 100 còn tiểu 300. Đây và em mình đây, thì hôm nay quyết định gọi là cầu duyên mà. Đấy và mua cái thẻ bài này. Đấy. Đấy và giờ ra ngoài kia ra bên dãy này viết đây. Đấy bên kia có bút luôn. Đây và giờ gọi là em mình ra ngoài này viết để cầu duyên bạn nhé, sau đấy treo luôn ngay ở trên đây các bạn. Rồi viết đi.
đấy lấy bút hồng ấy, đấy lấy bút hồng viết cho rực rỡ rồi nhá. Thì mày cứ viết năm nay có nhiều không, mày viết là mong mong các cụ mong các cụ chúc mừng năm mới ấy đã. Năm mới à? Năm mới thì mong các cụ phù hộ độ trì cho con đấy. Năm mới 2023 đấy. 2023 đấy, mong các cụ viết to ra, viết to ra tí, mong các cụ phụ hộ độ trì, hộ độ trì, được chưa? Trì đi, sai hết rồi. Cho con. Thoát ế. Thoát ế. Chụp lại. Đây, bạn đấy. Thôi bạn đây. Và sớm. Và tiếp đi. Tí. Và sớm có được người thương đấy. Gọi có được vợ luôn nhanh nhanh, có được người yêu luôn nhé. Người yêu và đấy, tiến đến hôn nhân. Thôi. Được chưa? Đọc lại nè. Năm mới 2023 mong các cụ phù hộ độ trì cho con thoát ế. Không nắn tay. Và sớm có được người yêu trong gọi là sớm nhất. Ký tên vào đây. Có được người yêu sớm nhất có thể. Tên thì không có quay. Rồi mày ghi, rồi tên thì anh không quay, rồi tên, mày ghi. Ví dụ như tên thì mày yêu à, mày thích con nào ấy thì mày ghi tên vào đấy. Với cả tên mày nữa. Bạn giữ trong tâm là được rồi, phải ký tên bạn thôi. Không tí tên bạn thôi. Đấy. Ký tên mày. Ký tên Việt luôn đấy. Rồi. Ký luôn tên Nhật cho uy đấy, chơi của tên Nhật luôn. Thôi. Vẽ trái tim. Ký tên Nhật đi. Ký tên Nhật cho người Nhật biết mình là biết Nhật nè. Rồi vẽ trái tim đi, trái tim các thứ đi. Trái tim gì nữa? Vẽ đấy, trái tim ấy bình thường. Thôi, ok. Như vậy thì như vậy em mình đã viết xong, và bây giờ công đoạn tiếp theo sẽ treo thẻ. Treo đây. Em thử ra ngoài kia. Đâu? Treo đây. Không thì ra ngoài kia cũng được. Không thì em mình lại thích ra ngoài cái cánh cổng tình yêu kia các bạn ạ. Nên là bây giờ và bây giờ anh em mình ra cái cánh cổng thiên thần kia các bạn. Cánh cổng có trái tim kia kìa. Cánh cổng tình yêu để ấy nhá bạn nhá, để treo treo cái tấm thẻ. Đây. Đấy, bây giờ em mình sẽ vào đây treo lên đây các bạn. Phải là hết năm mới rồi đấy bạn. Đây. Đúng rồi. Đấy, treo đây thì khả năng nghiệm hơn vì đây có cái cánh cổng trái tim, cánh cổng tình yêu đấy. Và đây là thời khắc quan trọng, cố lên. Rồi các cụ sẽ phù hộ độ trì đấy. Úi giời ơi, quá hợp lý rồi, chuẩn bị tin vui rồi các bạn. Chuẩn bị tin vui rồi các bạn. Chuẩn bị các cụ độ rồi. Rồi khấn tiếp này. Đấy, giờ bắt đầu khấn, chắp tay lại. Không cần rung đâu, cho tiền vào khấn thôi. Cho tiền vào lại khấn thôi. Cho đồng xu vào khấn. Khấn xong vỗ hai cái tay được. Đây tôi đưa cho. Không phải tiền mình với thiêng nhi, tiền người khác thì thiêng sao được. Phải đúng tiền mình đấy, vứt vào đấy. Rồi, hợp lý đấy. Rồi. Vỗ tay. Rồi, quá hợp lý. Quả này chuẩn rồi. Quả này khá là hợp lý rồi. Quả này chắc chắn là thoát ế rồi. Cứ yên tâm đi, đúng quả này là khá là chuẩn rồi đấy.
I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never